Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con cùng với lại chị An đang có mặt tại gia đình của anh Tâm và chị Hằng. Rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà sau 3 tháng trời thì cuối cùng căn nhà của anh Tâm và chị Hằng cũng bắt đầu và chính thức khởi công. Ngày hôm nay hai chị em tụi con vô với một tinh thần rất là phấn khởi khi mà được sự hỗ trợ và yêu thương đến từ các chị Mạnh Thường Quân mà căn nhà của anh Tâm và chị Hằng sắp sửa được xây dựng nên. Rất là khang trang và ấm áp vào ngày Tết luôn nha. Thì ngày hôm nay mấy chú Thọ giờ này là ăn trưa cho nên là đã đi một chút rồi. Hiện tại thì con cùng với lại chị An đang có mặt tại gia đình, cùng với lại ở phía bên đây là có chị Thảo và chị Tươi, là về phía chính quyền địa phương của thị trấn Vĩnh Bình. Ngoài ra thì còn có hai nhân vật rất là đặc biệt luôn, đó là anh Ba và chị Ba Hoa. Là anh chị Ba đây là chị ruột của anh Tâm, là chủ của căn nhà này. Thì ngày hôm nay hai chị em đến đây, khi mà được gặp anh chị thì cũng rất là mừng khi mà anh chị đã đến đây. Mấy chị em cũng mời cho hai gia đình được gặp nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai sau nữa là về phía của chị Ba thì được anh Tâm chia sẻ là cái mảnh đất này chính xác là của chị Ba đúng không chị? Đúng rồi. Chị Ba có thể chia sẻ là lý do tại sao và trước đó chị có ở đây hay không mà chị lại gửi tặng cái miếng đất này đến cho anh Tâm? Không, tôi mua rồi để đó, sau này cho con cái. Mà bây giờ thì con cái tôi cháu rồi nó cũng còn nhỏ. Rồi bây giờ cho thằng em nó ở. Bây giờ cho nó ở vậy đó, rồi 10 năm, thí dụ mấy đứa kia nó lớn. Nếu mà không có ai nữa thì cho cậu nó ở tiếp. Hiện bây giờ thì không biết là chị Ba với lại anh Ba là ở đây hay là mình ở chỗ nào khác không? Có gần ở đây không? Ở ngoài cây dương. Ở tuốt trên cây dương lận, không có ở đây. Nhưng mà trước đó thì mua mảnh đất này định là cho con cháu ở. Nhưng mà bây giờ thì thấy hoàn cảnh của anh Tâm khó khăn quá hay sao chị? Thấy nó không có đất cát, cất nhà thì cho thằng em nó cất. Cho cất nhà rồi cho ở đây. Nhưng mà bây giờ thì căn nhà nó cũng đã mục và siêu dẹo rất là nhiều. Thêm nữa là gia đình của anh Tâm rất là đông con luôn đó. Cho nên là chị Ba muốn gửi tặng cái mảnh đất này để mà cho ở hay là sao chị? Cho thằng em nó ở. Không biết là chị Ba sẽ cho ở, giống như là bây giờ mình chuẩn bị là cắt cái căn nhà lên đó, thì không biết là mình có cho ở vĩnh viễn luôn hay là sẽ như thế nào không chị? Tôi nói là 10 năm. Mà thí dụ như bây giờ á, con cháu tụi nó lớn. Nó nếu nó cần cất nhà cất cửa thì mình phải cho nó ở. Là đất để cho nó. Để sau này thì nếu mà dự định anh Tâm mà làm ăn phát triển sau này có đồng ra đồng vô đó, thì sau khi mà mình ở được 10 năm giống như anh chị đã có lòng tốt bụng vậy, thì nếu mà mua lại thì theo khả năng của anh chị thì lúc đó thì anh chắc không có bán tại vì cho cháu rồi. Vậy là tạm thời là chỉ cho anh chị anh Tâm với lại chị Hằng ở 10 năm thôi. Thì sau khi 10 năm thì anh chị khá hơn thì có sẽ tìm mua mảnh đất khác. Rồi anh Tâm thì anh Tâm thấy sao về cái vấn đề này anh Tâm ơi? Anh Tâm là em ruột của chị Ba đây luôn, là người thứ 7, còn chị là người thứ 3. Nãy giờ thì chị cũng có chia sẻ là cái mảnh đất này trước đó thì chị cũng đã cho ở một thời gian. Và bây giờ là sau chị cũng có nói là nếu mà cắt căn nhà lên thì chị sẽ cho ở là 10 năm. 10 năm sau khi mà con cháu lớn á, nếu mà có khả năng á, thì ở chỗ khác thì được. Còn nếu mà không thì chị phải lấy mảnh đất lại. Thì đúng không rồi. Biết là về phía anh Tâm thì sẽ như thế nào á. Anh Tâm ơi, bây giờ là chị cũng có chia sẻ là chị sẽ cho anh ở tiếp tục với lại vợ chồng và mấy đứa con là 10 năm. Thì sau 10 năm thì chị sẽ, nếu mà các con của chị hoặc là các cháu của chị có khả năng á, thì sẽ cất chỗ khác ở, còn không thì sẽ lấy cái mảnh đất này lại á. Thì không biết là anh Tâm có đồng ý với việc đó không? Chị em giúp mình vậy, mình cảm ơn rồi. Sau này cũng lẽ mà bảo hoài con lớn phát triển lên thì chắc cũng có kiếm tiền mua cái đất khác trả phần này lại cho chị mình. Nghèo khổ quá rồi. Thấy nó cũng khổ thì thôi. Mình bây giờ mình chưa cần thì để cho em nó dùng nó ở.
Thì cái tấm lòng của anh chị đây thì mấy chị em cũng rất là cảm ơn luôn. Cũng rất là hy vọng sau khi 10 năm sau thì gia đình của anh Tâm và chị Hằng sẽ cố gắng làm ăn, cùng với lại các con lúc đó thì cũng lớn rồi, sẽ phát triển hơn. Rồi hy vọng là cũng sẽ mua được một miếng đất nào gần đây để mà mình di dời cái căn nhà qua một mảnh đất khác. Dạ, thì ngày hôm nay đến đây cũng có là về phía chính quyền địa phương là có chị Thảo và chị Tươi. Ở đây cũng có cầm theo một cái tờ thỏa thuận á. Chị Thảo có thể cho mấy chị em cùng với lại chị Ba và anh Tâm xem được không chị? Thì thay mặt chỗ chính quyền địa phương thì cũng xin thông qua cái bản thỏa thuận. Thì hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2023 tại tổ 4 khóm Vĩnh Phước, chúng tôi gồm có là bên thứ nhất là bà Trần Thị Ngọc Hòa, sinh năm 1982. Trịnh Thị Ngọc Hòa, sinh năm 1982. Chồng là ông Trương Văn Xia, dạ, sinh năm 1961. Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu là thường trú tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bên thứ hai là ông Trịnh Nhân Tâm, sinh năm 1971. Hộ khẩu thường trú là tổ 14 khóm Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hôm nay chúng tôi lập bản thỏa thuận này với nội dung như sau. Một là bên vợ chồng ông Hòa và bà, dòng ông Hòa và ông Xia và ông Trịnh Nhân Tâm cùng thỏa thuận cho mượn đất thổ cư để cất nhà tại tổ 14 khóm Vĩnh Phước, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, ngang là 7m, dài 37m, tổng diện tích là 259m2. Hai là bên ông Hòa và bà Hòa và ông Xia và ông Trịnh Nhân Tâm. Không, bên ông Trịnh Nhân Tâm là người đại diện được quyền sử dụng đất với mục đích là không được mua bán dưới mọi hình thức. Thứ ba là chúng tôi cam đoan là việc thỏa thuận trên đây là hoàn toàn tự nguyện và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc thỏa thuận này gây ra. Và các nội dung trình bày trong thỏa thuận này là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trình bày. Việc giao kết văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này. Chúng tôi cũng đã đọc lại nguyên văn bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng. Thì bên cho là ông là bà Hòa, Trịnh Thị Ngọc Hòa, và bên được nhận là ông Tâm, là Trịnh Nhân Tâm, và người chứng Trịnh Ngọc Hòa là bên cho, và bên nhận là ông Trịnh Nhân Tâm, người chứng kiến là bà Đầm, họ tên là Nguyễn Thị Đầm. Thì kính thưa chủ nhóm và chị Hòa, thì bản thỏa thuận này đã được lập. Dạ. Lấy cái sổ che này. Dạ rồi. Dạ. Thì ở đây thì mấy chị em cũng có một cái bản đến từ chính quyền địa phương, là một cái bản thỏa thuận về cái việc mà gửi tặng cái phần đất để mà cho về phía anh Tâm sử dụng là chị ruột của anh. Thì ở đây cũng có một cái biên bản thỏa thuận để mà cho hai bên sau này thì mình cũng không có tranh chấp để mà rõ ràng một chút xíu. Dạ, thì cũng cảm ơn rất là nhiều đến chị Thảo và chị Tươi ngày hôm nay đã đến đây để mà chứng kiến cái vụ việc này. Cũng rất là cảm ơn cái tấm lòng cao cả của chị Ba đã yêu thương và giúp đỡ cho em của mình để mà có một cái mảnh đất, cất một cái căn nhà khang trang cho gia đình ở. Dạ, thì bây giờ làm nhà thì mình cũng đã dỡ ra hết rồi, bây giờ mấy chú thợ cũng bắt đầu khởi công để mà xây dựng. Còn hiện tại thì gia đình của anh Tâm và chị Hằng ở cái phía cái chòi nhỏ bên đây dựng lên ở đỡ để mà trong thời gian mình hoàn thành căn nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua đó nha chị. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị Ba. Dạ. Đi qua đây. Dạ. Dạ. Xin chào gia đình. Ôi bữa nay quá đông luôn. Ôi bữa nay mới gặp cô bé này nè. Em tên gì? Dạ em tên Thúy. Thúy hả? Thúy có thể quay mặt ra đây một chút xíu được không? Thúy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 14. À, sao mấy lần mấy chị vô không gặp Thúy ta? Dạ em đi ở dưới ngoài. À, em ở dưới ngoài. Nay nhà khởi công nên là đi về đúng không? Rồi giữ em nữa. Ngoài Thúy ra thì đây bé có một bé nhỏ trên đây đang nằm ngủ. Rồi bé này là bao nhiêu tuổi rồi Thúy? Dạ 2 tuổi.
2 tuổi rồi. Tổng cộng là nhà của chị Hằng là có là tới 9 người con, nhưng mà mất một cháu cho nên là hiện tại là 8 bé. Lý do là tại vì chị Hằng mới vừa sinh thêm một em bé nữa và đang ở cử ở phía trong đây. Ở đây là nay là có đầy đủ hết các bé nhỏ luôn. Đây là một cái chòi dựng tạm che bằng cao su để mà ở trong cái lúc mà dỡ nhà. Dạ, đây xin chào, giỏi quá, có nhớ mấy cô không? Nhà thì nay giờ này là giờ trưa rồi, ăn mì hả? Nay mấy đứa ăn mì hả? Mì có ngon không? Ngon, thích quá. Mẹ ba không có nấu gì cho con ăn hôm nay hả? Cơm. Vậy hả chị, ăn mì không mà hả? Chị có Hằng cơm. Ơi, ba không có nấu cơm sao? Không nấu cơm cho mấy có em sao? Có cơm mà tại khô hết. Vậy đó hả? Mình đi qua đây đi chị ha. Này chị khỏe chưa? Cô qua đây chút nha. Chị sanh bé được mấy ngày rồi? 5 ngày. 5 ngày rồi chị sanh một bé trai nặng 2,5 kg nữa đúng không chị? 2,8 kg. À 2,8 kg hả? Con trai. Con trai rồi. Sanh bé này là bé thứ 9 rồi đó. Nhà có một em bé ngủ kế bên nữa kìa. Nhà rất là đông con luôn. Nay gia đình mình khởi công nhà, chị Hằng có vui không chị Hằng? Vui. Vui nhiều không? Dạ. Rồi, bé thấy cưng quá chị ha, nằm ở trong mùng kìa. Dạ rồi. Nay chị khỏe lại rồi ha. Rồi, có chút xíu xíu à. Thì gia đình của chị Hằng thì các cô chú anh chị các bạn cũng chắc cũng nắm rõ trong 3 tháng vừa qua. Mấy chị em cũng thật sự cũng rất là cố gắng để mà xây dựng và cố gắng để mà cho các mạnh thường quân hỗ trợ đến cho gia đình của chị Hằng và anh Tâm để mà có được một căn nhà khang trang và ấm áp ở. Tuy là cái mảnh đất á, thì mấy chị em cũng nghĩ là về phía anh chị của anh Tâm á, sẽ gửi tặng luôn đến cho gia đình. Nhưng mà tại vì thì ai cũng có khó khăn và ai cũng có những cái điều mà không có nói ra được, cho nên là đất của anh chị thì không thể nào mà cho em của mình luôn. Dạ, cho nên là bây giờ thì anh chị cũng có nói là ở tạm trong vòng 10 năm trời. Thì mấy chị em nghe tin này thì cũng có một chút vui mà cũng có một chút buồn là không biết 10 năm sau thì sẽ như thế nào. Bây giờ thì cái khoản tiền á mà mấy chị em vận động thì hiện tại cũng đang giữ để mà chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và cất nhà cho anh chị. Nên là cũng thật sự cũng lo lắng rất là nhiều. Trước mắt thì cứ cho gia đình một căn nhà khang trang và ấm áp ở trong vòng 10 năm trời, rồi sau đó thì sẽ tiếp tục tính nữa. Rất hy vọng 10 năm sau thì các em sẽ lớn lên, sẽ làm có tiền hoặc nhiều, ba mẹ cũng phải cố gắng làm để mà có một mảnh đất nào đó gần gần đây thôi, mình dời nhà qua chỗ khác rồi mình ở. Nhà là mình cũng có thể mang đi được mà đúng không chị? Dạ, mình cũng có thể di dời được. Chị có hay tin là anh chị ba là cho gia đình mình ở cái mảnh đất đó 10 năm chưa? Có rồi, tại vì nó cho ông chị về nhà cho con mẹ thiệt. Sợ nhỏ cái kính trung bì. Mấy cái hàng đó là nó làm mặt tại với con ông mẹ có cái con riêng. Dạ. Ông sau này trai lớn lên, ba mình giấy tờ đó đó, nó cho mẹ cái tên. Dạ. Khi nó quậy nó bắt cũ. Dạ. Không có nhờ. Bà nói cho con mẹ đậu. Dạ. Bà nói mặt với em á. Dạ. Thì mua cho Tâm ở. Bà nó có con nó quậy, nó sợ con nó. Dạ. Bà nói là cho đậu cho con được nó bán. Tại vì có gì mà dám nói khác. Dạ, vậy là em hiểu rồi, có nghĩa là thể hiện trên video thì có nói lúc như lúc nãy thì chị ba có nói là sẽ cho ở 10 năm thôi, nhưng mà thiệt ra là sẽ cho vợ chồng ở luôn luôn, nhưng mà tại vì sợ những người con khác phong bì cho nên là không có thể hiện lên ha. Vậy thì hai chị em cũng mừng lắm, đỡ lo lắm, tại vì nãy nghe chị nói 10 năm thì hai chị em cũng sợ á. Con đứa con viên không sợ con viên lắm. Dạ. Vậy thì cũng mừng rồi. Vậy 10 năm sau là mấy chị em quay lại nha. Và căn nhà vẫn sẽ ở đây nha. Vậy là chúc mừng gia đình chị. Nha mấy chị em hiểu rồi. Và tiếp tục mình sẽ bắt đầu đi qua bên kia nha. Chị nghỉ ngơi nha chị. Ở đây có nhiều muỗi lắm á. Chị mua nhang muỗi đốt cho mấy đứa nhỏ nha chị. Ăn mì thấy thương quá. Ngon quá. Ghế này tám đi ngủ không? Thức rồi hả? Ở đây thì phía bên đây gia đình của anh Tâm và chị Hằng cũng không có nhiều điều kiện á, cho nên là cũng có một dĩa trái cây, một ly nước và một ít nhang để mà cúng trong cái ngày khởi công. Còn về phía bên đây á, giờ đội thợ cũng vào làm rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi. Đây có anh Hai Tâm nè, chào anh Hai. Đó, có anh Sỏi nè, có chú, có anh Dư và có anh Nhật nữa đang chuẩn bị khởi công nha. Đi cơm anh. Bây giờ thì mới cơm vô.
đá 46, có cát đồ cũng đầy đủ hết rồi, gạch nữa. Phía bên đây cũng có gạch nữa, kêu vô hết rồi. Chào anh Dư, chào anh Nhật. Nay là ngày đầu tiên mình làm luôn hả anh Nhật? Dạ, sáng giờ là mình làm được những gì rồi anh Nhật ha? Nấu mấy lẩu chiên nóng. Dạ. Đào hầm cầu. Dạ. Mấy cái trụ đá này là mình giữ lại nó, mình gác đà ngang. Dạ, mình giữ lại hết ha, nữa mình gác cái đà ngang. Còn cột này là mình đổ. Dạ. Đổ bê tông, mấy cột anh Nhật? 8 cột. À, 8 cây cột ha. Wow, phía bên đây là mình đào cái hầm là nhà vệ sinh. Hầm vệ sinh. Dạ, nhà vệ sinh. Anh Nhật có thể nói là căn nhà này của anh Tâm, nhà chị Hằng là ngang bao nhiêu, dài bao nhiêu được không? Ngang 3m6, dài 10m. À, ngang là 3m6, dài là 10m. Ở phía dưới là mình sẽ đổ 8 cây cột. Còn mấy cái trụ đá này là nhà cũ hay sao anh? Nhà cũ. À, nhà cũ mình giữ lại để mà cho nó chắc chắn hơn. Đổ đà ngang cho nó chịu lực lên. Dạ, nó chắc chắn hơn ha. Còn về phía ở dưới từ mặt đất á lên tới phía trên sàn là bao nhiêu mét anh Nhật? Đó, 2m2. 2m2. Cao hơn lộ. Cao hơn mặt lộ ha. Còn từ sàn lên phía trên nhà? Sàn lên nhà khoảng từ cái nhà nếu mà cột kẽm là khoảng 3m8. À, 3m8 nữa, vậy là nhà này cao lắm á chị An, rất là cao luôn. À, bây giờ thì anh Dư đang bắt đầu đóng cái phần cột để mà đổ á, rồi sắp tới là mình sẽ xây dựng ở phía trên. À, nhà này thì anh Nhật có thể nói lại là cái quy cách mình làm căn nhà này là nó sẽ như thế nào không? Nếu mình ở đây thì mình làm chân đế đổ qua cái cột, trụ cột lên nữa, mình đóng simbo để đóng cạch. Dạ. Ở trên cột kẽm. Dạ. Nguyên nhà kẽm hết luôn. À, là kẽm hết luôn ha, vậy là chắc nhà này đóng la phong rồi có đầy nhà luôn. Nhà đầy đủ luôn, nhà có một nhà tắm, nhà vệ sinh ha. Các bạn khang trang ở phía trước đây. Từ đây tới Tết trong khoảng bao nhiêu ngày hả anh Nhật, bắt đầu từ bữa nay? Tranh thủ chắc cả 29 giờ. À, 29 ha. Vậy là nhà của anh Tâm và chị Hằng, các cô chú anh chị các bạn ơi, là sẽ vào ngày 29 Tết là xong, là qua bữa sau là ăn giao thừa luôn đó. Là bắt đầu sẽ có nhà mới trong cái ngày mùng 1 đầu tiên. Anh Như nghỉ tay đợi em xíu nha. Dạ, thì ở đây hôm nay hai chị em tụi con thật sự rất là vui và hạnh phúc khi mà sau 3 tháng trời được sự hỗ trợ rất là nhiều đến từ các vị mạnh thường quân, mà nhà của anh Tâm, chị Hằng cùng với lại 8 người con sắp được xây dựng nên vào ngày Tết luôn. Dạ, ở đây thì con cũng có một cái quyển sổ ghi lại tất cả những vị mạnh thường quân đã ủng hộ và đóng góp đến cho gia đình của chị Hằng. Dạ, dạ chị Hằng. À, bây giờ thì em cũng xin phép được đọc tên các mạnh thường quân hỗ trợ đến cho gia đình của anh Tâm và chị Hằng á. Dạ. Đầu tiên, lúc mà con mới vừa vô thì được sự hỗ trợ đến từ mạnh thường quân, đó là chú Nghiệp và cô Dung, hỗ trợ đến cho gia đình của anh Tâm và chị Hằng số tiền là 2 triệu đồng. Chú Tòng Bo 100 đô, cô Hoàng Quang 200 đô, bé Minh Hạnh 2.300.000 đồng, anh chị Du Trinh 100 đô, cô Lý Ngọc 150 đô, cô chú Lâm Sơn hỗ trợ lần 1 là 200 đô, hỗ trợ lần 2 là 200 đô. Anh Lê Quang Nhiêu hỗ trợ cho gia đình anh Tâm và chị Hằng số tiền là 4 triệu đồng. Cô chú Phụng hỗ trợ đến là 3 triệu đồng. Ngoài ra còn các vị mạnh thường quân như sau: mạnh thường quân Lâm Sơn 200 đô, mạnh thường quân Thế Phong 200 đô, cô Sen 100 đô, cô Anh Lý 50 đô, cô Phượng Trầm 50 đô, cô Kim Lan 50 đô, thì tổng hết cái số tiền mà các vị mạnh thường quân hỗ trợ là 49.650.000 đồng. Tiếp tục nữa sau 3 tháng thì được một vị mạnh thường quân rất là dễ thương, đó là cô Trưng hỗ trợ đến cho gia đình của chị Hằng cái số tiền là 2.200 đô, tương đương với số tiền là 51.612.000. Thì tổng hết cái số tiền mà hiện tại nhóm phụ nữ miền Tây đang giữ cho gia đình của anh và chị đó là 101.262.000 là số tiền mà mấy chị em đang giữ. Thì trước đó anh Nhật cũng có nói là cắt hết cái căn nhà cho chị Hằng luôn, với số tiền là bao nhiêu anh Nhật? Thì toàn bộ hết luôn thì hoàn thiện hết luôn là 99 triệu. Dạ, 99 triệu ha. Dạ, thì hôm nay không biết là anh Nhật sẽ ứng trước bao nhiêu để mà mình có chi phí mình làm nhà? Hơn phần nữa. Phần nữa là bao nhiêu? 60 triệu này.
À 60 triệu ha. Mình vô đây nó hơi lạ là người ta không cho mình thiếu. Dạ. Nhà tư hết mới được. Dạ, tại vì phải trang trải vật tư á, nhà của anh Nhật á thì từ đây vô tới trong số 5 nó rất là xa luôn, quãng đường thì chạy khoảng 1 tiếng đồng hồ mới tới trong đây. Anh cũng nói là trong đây thì mọi thứ rất là lạ lẫm, cho nên là mình mua cái gì á cũng phải trả tiền trước á, không có thể nào mà thiếu lại giống như mấy chỗ quen gần đó. Cho nên là anh sẽ ứng với số tiền là 50. À 50 triệu ha. Dạ rồi. Chị em gửi cho anh luôn. Dạ, anh Nhật đếm lại nha. Em khỏi đếm đi. Đếm lâu á. Vậy mà chút xíu mình sẽ bắt đầu vô trong đếm ha. Vậy anh Nhật sẽ ứng trước số tiền là 50 triệu đồng. Và cái khoản chi phí sau đó thì mấy chị em sẽ giao sau khi mà căn nhà được hoàn thành. Dạ, thì nhân đây á thì về phía chính quyền địa phương thì cũng có chị Thảo á. Không biết là ngày hôm nay chị vô đây chị chứng kiến được cái sự quan tâm đến từ các mạnh thường quân, cũng như là về phía chị ba thì cũng có gửi tặng cái mảnh đất này đến cho gia đình của anh Lâm và chị Hằng á, thì chị Thảo thấy sao? Thì thay mặt chỗ chính quyền địa phương, trước tiên gửi lời chúc đến các mạnh thường quân năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thì công chuyện làm ăn thì luôn phát tài phát đạt. Còn chỗ mà gia đình của chị Hòa mà gửi cái tặng cái mảnh đất này cho anh Tâm để cắt một cái được mạnh thường quân hỗ trợ cắt căn nhà này thì chỗ địa phương cũng rất là mừng. Thì không biết nói gì hơn. Một lần nữa xin cảm ơn chỗ mạnh thường quân, cũng cảm ơn chị Hòa, xin hết. Dạ, cảm ơn chị Thảo nhiều lắm. Hai chị em thì cũng rất là cảm ơn tấm lòng vàng đến từ những vị mạnh thường quân rất là nhiều, đã yêu thương và giúp đỡ cho gia đình của anh Lâm cũng như là chị Hằng sắp có được một căn nhà khang trang với số tiền là 99 triệu đồng. Xin kính chúc cho các vị mạnh thường quân luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.